chào quý vị và các bạn. Hôm nay, bác sĩ tại Viện Kế Chỉ Hải Thượng Lãng Ông sẽ thực hiện kế chỉ, điều trị cho bệnh nhân Phan Kiều Trinh mắc hội chứng thắt lưng hông. Bệnh dễ thần kinh thắt lưng cùng hay còn gọi là hội chứng thắt lưng hông là một bệnh lý liên quan đến các dây thần kinh tủy sống và dễ thần kinh ở thắt lưng và ở đoạn cuối tủy sống, tủy cùng. Các triệu chứng của hội chứng thắt lưng hông bao gồm đau và tê ở cánh tay, chân và yếu cơ. Triệu chứng phổ biến nhất là đau thần kinh tọa, là cơn đau chạy dọc theo dây thần kinh tọa. Đây là dây thần kinh dài nhất của cơ thể, chạy từ mông xuống dưới chân, phía sau đùi và cẳng chân. Đau thần kinh tọa là một triệu chứng của một số bệnh như thoát vị đĩa đệm. Các triệu chứng khác là tê, nhói và mất kiểm soát sự tiểu tiện và đại tiện. Nguyên nhân gây ra hội chứng thắt lưng hông là do áp lực từ thoát vị, sự gãy hoặc trượt đĩa đệm dẫn đến tình trạng kích ứng và viêm nhiễm, sưng các dễ thần kinh. Nguyên nhân khác là do đĩa đệm bị thoái hóa. Đĩa đệm là những miếng sụn nằm chêm giữa xương, đốt sống trong cột sống. Những đệm này đóng vai trò giảm xóc khi đốt sống di chuyển. Theo thời gian, bao xơ ngoài đĩa có thể rách. Một chất dịch giống như thạch từ trung tâm đĩa có thể chảy ra ngoài, tạo áp lực lên dễ thần kinh và gây ra các triệu chứng. Ngoài ra, còn có một số nguyên nhân khác như hẹp đốt sống, u, nhiễm trùng và chấn thương. Bệnh ảnh hưởng từ 3% đến 5% dân số, tỷ lệ mắc bệnh như nhau ở nam và nữ giới. Nam giới ở độ tuổi 40 và nữ giới từ 50 đến 60 tuổi thường mắc bệnh này hơn. Bạn có thể hạn chế khả năng mắc bệnh bằng cách giảm thiểu các yếu tố nguy cơ. Những yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc hội chứng thắt lưng hông. 1. Độ tuổi, người cao tuổi càng có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. 2. Vận động mạnh. 3. Mắc các bệnh lý khác liên quan đến cột sống, đau lưng. Không có các yếu tố nguy cơ bệnh không có nghĩa là bạn không thể mắc bệnh. Những dấu hiệu trên chỉ mang tính tham khảo. Bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ chuyên khoa để biết thêm chi tiết. Thưa quý vị, căn bệnh trên tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng người bệnh, nhưng về lâu dài, tình trạng bệnh nặng hơn sẽ dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng cuộc sống. Hiện nay, có rất nhiều phương pháp để điều trị các căn bệnh này. Trong đó, phương pháp kế chỉ cắt khúc là một trong những phương pháp được đánh giá hàng đầu bởi tính an toàn, hiệu quả lâu dài mà nó mang lại. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Kế Chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Kế Chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp kế chỉ rất hiệu quả này. Viện Kế Chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.